ngày 22 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ thêm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán tượng cổ hình Thánh Giêsu, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Ban Ơn. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây chuyên lừa đảo bán các tượng cổ hình Thánh Giêsu, Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Ban Ơn cho người dân, chức sắc tại các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Đường dây này do Võ Văn Kiên, sinh năm 1990, trú phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng và Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1991, trú xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, cùng tỉnh Tây Ninh cầm đầu. Cuối tháng 5 năm 2024, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Trảng Bàng và Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Kiên. Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đã cùng Nguyễn Chí Tâm mua các pho tượng đồng với giá từ 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng đem về tự chế tác thêm các chữ số. Ngày 24 tháng 12 năm 1728, gold 14K để ngụy tạo nguồn gốc tượng là đồ cổ, làm bằng vàng, bạc có giá trị cao. Sau đó, Kiên, Tâm và một số đối tượng đã tìm đến các giáo xứ, nhà thờ để lừa bán lại với giá từ 15 triệu đến 20 triệu đồng một tượng. Với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã đi đến nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Sau một thời gian mở rộng điều tra, ngày 18 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Chí Tâm.